Rồi rồi rồi, xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như là cái video góc nhìn sau phiên giao dịch của em Tùng ha. Uh, phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị thấy là thị trường chúng ta có một cái mức độ điều chỉnh cũng tương đối mạnh hơn chị ha. Trong phiên giao dịch thì chúng ta thấy là chỉ số VN-Index dao động một cách là bình thường thôi. Tuy nhiên là phiên chiều chúng ta vào phiên ATC chúng ta bị đạt khoảng 8 điểm là một cái mức điều chỉnh tương đối mạnh ha. Và đặc biệt chúng ta chúng ta thấy là có 8 mã cổ phiếu sàn trong ngày hôm nay lận anh chị. Và đa số là những cái mã cổ phiếu Benny. Uh, trong cái khoảng thời gian hiện tại ví dụ như những cái mặt cổ phiếu như EVG, Đức Long, Gia Lai hay là QCG trong khoảng thời gian vừa rồi tăng mười mấy phiên liên tục thì một cái phiên điều chỉnh như thế này thì nó sẽ là một cái phiên điều chỉnh cần thiết của thị trường để mà giảm mức độ hưng phấn của thị trường xuống thì cái việc mà điều chỉnh của thị trường chắc hẳn là tất cả anh chị ở đây hay là anh chị xem livestream hay là anh chị xem những cái video gần đây của em Tùng thì anh chị cũng đã biết được rằng là cái nhịp điều chỉnh này nó diễn ra là cần thiết để mà tiếp tục một cái xu hướng đi lên về cái mặt trung và dài hạn hướng tới những cái vùng cân bằng cao hơn 1.160, 1.205 đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ tiến tới khi mà trong khung trung hạn của chúng ta đang có những cái xu hướng là hình thành một cái xuống tăng mới chúng ta có bóc tách với nhau chúng ta có giải thích với nhau về cái hiện tượng đó là khi mà thị trường có một cái mức độ hưng phấn như trong giai đoạn trước đó mọi người thì thị trường sẽ có những cái mức độ điều chỉnh khá là mạnh nhưng mà ở bối cảnh thời điểm hiện tại chúng ta khác với những cái giai đoạn đó rất là nhiều Chúng ta đang hình thành một cái xu hướng tăng mới ở trong khung trung hạn Khác biệt hoàn toàn với những cái nhịp chỉnh ở những cái đỉnh tháng 1 hay là những cái đỉnh tháng tư này Hoàn toàn khác biệt nha anh chị Ngắn trung và dài hạn đang xác nhận là uptrend Chính vì vậy là cái nhịp điều chỉnh này nó chỉ là một cái nhịp điều chỉnh tích lũy trở lại để mà uh, Gọi như là chúng ta set up lại những cái xu hướng của những cái mặt cổ phiếu Của những cái... Uh, mà cổ phiếu trên thị trường, đặc biệt là những cái mặt cổ phiếu mà tăng nóng trong giai đoạn vừa rồi. À, đi vào cái nhận định trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng như những cái giai đoạn vừa rồi nói với anh chị ha về cái việc đó là thị trường sẽ có những cái xu hướng rung lắc thì trong ngày hôm nay thì em bóc tách với mọi người rất là kỹ trong buổi trong buổi nhận định ngày hôm nay đó là cái việc mà thị trường khả năng cao là ngày hôm nay sẽ vượt cái đỉnh cũ của tháng một trong cái ngày hôm nay. Đó. tại vì cái ngày hôm qua anh chị thấy là cái dữ liệu liên quan tới lạm phát nó, giảm cực kỳ mạnh anh chị ngày hôm qua thì cũng đã gửi cho anh chị về cái này rồi đúng không về cái việc là lạm phát đến từ cái việc tại sao nó lại giảm và nó giảm từ những cái mặt hàng nào đó là cái giá lương thực và giá năng lượng đó còn lại những cái mặt hàng khác thì đa số là đi ngang hoặc là giảm nhẹ thôi đó đó là lạm phát cơ bản và lạm phát của mỹ anh chị ha rồi thì quay trở lại với thị trường anh chị thấy là sau sáng ngày hôm nay em đưa ra nhận định cho mọi người á là em nhận định sát sườn vào cái khung h 1 của thị trường luôn là cái khả năng tăng của VinDex trong phiên sáng vẫn có thể là duy trì. Và anh chị thấy vào cái khung H1 của thị trường này. Đây cái khung H1 của thị trường. Thì anh chị thấy là sáng lúc 11 giờ chỉ số VinDex của chúng ta vẫn còn ở lanh quanh đâu đó là 1123, 1123. ba à, thì chúng ta thấy là VinDex của chúng ta trong phiên sáng sẽ có những cái xu hướng là tiếp tục bật tăng. Tuy nhiên là sang phiên chiều mới bắt đầu trạng thái rung lắc. Những chỉ báo trong ngắn hạn dường như không ủng hộ việc thị trường vượt đỉnh và sẽ tăng tiếp liên tục được mục tiêu vẫn là một một sáu mươi một nghìn hai trăm năm tuy nhiên khả năng cao trong ngắn hạn cần phải tích lũy trở lại và sẽ chinh phục mục tiêu cái vùng cạn này trong nhịp sau đúng không hành động của chúng ta là khi thị trường có tín hiệu bứt phá qua vùng đỉnh thì có thể là sẽ kéo với lượng tiền một cái lượng tiền phô vào nên cả nhà cẩn thận không tham gia mua đuổi nhé và thậm chí có nên có hành động chốt lời danh mục thị trường càng tăng thì cả nhà mình càng phải đưa tỷ trọng lên cái về cái vùng an toàn đó là 50 phần trăm cổ phiếu 50 phần trăm tiền mặt nhưng tuyệt đối là không bán hết cổ phiếu nha cả nhà đó thì tại sao không bán hết cổ phiếu thì trong cái video ngày hôm qua trong cái video ngày hôm qua thì em cũng đã bóc tách với mọi người khá là kỹ về cái việc tại sao chúng ta lại không có bán hết cổ phiếu đó, mọi người đó. và cái cách mọi người sẽ gồng lại và chốt lời như thế nào trong video ngày hôm qua uh, thì em cũng đã giải thích với mọi người về cái cách đó là làm sao để mà gồng lời cho một cái xu hướng up đúng không anh chị đây đây làm phát và cách gồng lại video này chắc chắn sẽ hữu ích với bạn đây là cái video ngày hôm qua của em và trong video này thì em cũng có bóc tách với mọi người là đây anh chị ha uh... đây cái cách mà em nhận định thị trường ở đây đây thì em có giải thích với mọi người về cái xu hướng của thị trường về kể cả phân tích Ichimoku kể cả phân tích kỹ thuật phương tây luôn và trong tối ngày hôm qua em cũng đã bóc tách với mọi người khá là kỹ để mọi người có thể chuẩn bị kịch bản và chuẩn bị hành động trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó. Thế anh chị nào xem buổi tối ngày hôm qua hay là video ngày hôm qua thì chắc hẳn anh chị cũng không có bất ngờ. Đó. thì trường ngày hôm nay thì em thấy được rằng là khả năng sẽ kéo ngành thép và ngân hàng. Tuy nhiên là chỉ kéo ngân hàng thôi. Thép thì nó chỉ bật tăng đầu phiên sau đó nó lại linh sinh tích lũy trở lại. Đó. Rồi. Thì trong giữa phiên giao dịch lúc 10 giờ 30 thì em có nhắn lại cho anh chị một lần nữa. Đó là khách sạn trạng thái tích lũy điều chỉnh sẽ mở ra sau 11 giờ chiều nay khả năng sẽ là một cái phiên kéo giật liên tục hỗ trợ gần của chúng ta đó là 11 15 chính chị thấy là phiên chiều chúng ta cũng có một cái xu hướng kéo giật liên tục đúng không anh chị đó anh chị thấy là chúng ta còn thậm chí còn kéo lên cái vùng 1216 lúc đó chúng ta cộng tới 4 điểm có nghĩa là tăng tới 4 điểm thì với cái kịch bản mà với cái trạng thái khách sạn nó mở to như thế này thì anh chị thấy là cả nhà em có nói với mọi người là cả nhà có thể là chủ động chốt lời theo chiến lược vạch sẵn như thế này chiến lược này em có đưa ra cho mọi người tầm khoảng hai ba ngày trước cổ nào tăng sốc thì chốt nhiều đặc biệt là Benny cổ nào chưa tăng thì chốt ít danh mục đoạn này chúng ta cầm đang cầm khá là nhiều đầu tư công và thép thì hai nhóm này khả năng chỉ chỉnh biên độ khoảng tầm ba năm phần trăm cả thể, cả nhà có thể là chốt 30 đến 50 phần trăm rồi chờ chỉnh cover lại ha danh mục cổ cầm cổ phiếu chứng khoán Benny thì chốt nhiều hơn một chút bất động sản thì chúng ta đã hạ bớt và chờ nhịp sau cover bất động sản thì em có nói với mọi người em ra tầm khoảng hai phiên rồi phiên này là phiên thứ hai rồi Uh, thì em có ra rồi và trong giai đoạn trước đó thì em có chốt 1 phần 2 đối với tích công banh MBB, GIL, uh, DDV, IDI thì tất cả mọi cổ phiếu này cũng đều có một tỷ suất sinh lời khá là tốt uh, trong cái giai đoạn vừa rồi thì chúng ta sẽ chờ canh mua trở lại đó và ngày hôm nay thì em cũng có đưa cho mọi người uh, về cái điểm bán 1 phần 2 đối với những cái mặt cổ phiếu uh, như là Nam Kim và Hoa Sen đó anh chị nào mà bỏ qua rung lắc thì giữ chặt hàng thì đó là những cái nhận định của em trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì anh chị thấy được rằng là em bám rất sát thị trường đối với lại anh chị nhà đầu tư có những nhịp rung lắc có những nhịp điều chỉnh thì em sẽ cập nhật cho mọi người để mọi người đưa ra những quyết định nó đúng đắn trong cái mặt ngắn hạn và đưa ra những cái góc nhìn về thị trường đúng không? Đó thì em cũng đã chia sẻ với mọi người trong buổi trưa livestream cũng như là những cái video gần đây, liên tục liên tục là em có báo với mọi người á là cái xu hướng tăng của thị trường vẫn không đổi nhưng mà cái nhịp chỉnh này nó xảy ra là một điều cần thiết ha. Đây, thì cái nhận định vào ngày 16 12 tháng 6 có nghĩa là tầm khoảng 2 ngày trước thì em đã đưa ra cái nhận định rồi vào ngày thứ hai anh chị. Đó. Thì em có nói với mọi người là đường Tenkan và Kijun của chúng ta đến thứ tư này sẽ xuất hiện. Có nghĩa là thứ tư chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh và anh chị thấy là ngày hôm nay thứ mấy anh chị? Hôm nay thứ tư. Đúng không? đó là ngày 12 tháng 6 là chúng ta đã nói về cái việc là thứ tư tuần này sẽ xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh tích lũy trở lại ha và cách chốt lời thì em có nói với mọi người em đưa cho mọi người từ đầu tuần à, từ đầu tuần nhóm ngành nào tăng mạnh thì chốt 50 70 phần trăm nhịp chỉnh sẽ khoảng tầm 15 đến 20 phần trăm trong nhịp này cổ phiếu nào tăng trên 50 phần trăm thì cả nhà chốt khoảng 30 năm đến 50 phần trăm tỷ trọng đó nhịp chỉnh khoảng sẽ tầm 10 phần trăm cổ phiếu nào chưa tăng quá nhiều thì mọi người sẽ chốt 30% tỷ trọng, nhịp rơi của nó sẽ khoảng tầm dao động trong khoảng tầm 5 đến 10%, đúng không? đó, đó là cái cách mà em đưa cho mọi người để chốt lời và ngày ngày hôm ngày thứ hai là em đã nói với mọi người rồi ha và sau đó thì em có đưa ra cho mọi người những cái điểm chốt lời đất xanh này rồi sau đó thì vào cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì em cũng nhắc đi nhắc lại với mọi người về cái việc đó là các tín hiệu phân tích kỹ thuật để cho rằng là VinDex trong một vài phiên tới cần tích lũy nghỉ ngơi một nhịp trước khi có một cái nhịp tăng tiếp tục tiệm cận những cái vùng cản 11 60 1 1205. Thì anh chị thấy được rằng là trong những cái giai đoạn vừa rồi á thì liên tục là em có show up cho mọi người về những cái chiến lược cũng như là cái cách hành động của uh, room để cho mọi người có thể là bám sát theo để mọi người có thể là tối ưu hóa cũng như là mọi người hạn chế những cái rủi ro trong ngắn hạn đó thì đó là những cái diễn biến trong những cái phiên giao dịch vừa rồi anh chị ha thì anh chị thấy là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ đi vào nhận định thị trường khi mà thị trường đang đi đúng với nhận định của chúng ta thì sao anh chị thì về biến động của đất thì chúng ta cũng thấy được rằng là mức độ hưng phấn của chúng ta vẫn đang còn ở mức cao đang còn ở mức cao đó cho nên là ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy được rằng là Vindex của chúng ta có một cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng 1112 Vùng hỗ trợ mạnh của chúng ta đó là 1100 và sâu hơn đó là ba cộng trừ Đó là những cái vùng gáp của chúng ta này Nhưng khả năng cao là thị trường của chúng ta sẽ không có chỉnh về đây, chỉnh thẳng về đây đâu anh chị mà khả năng thị trường sẽ có những cái nhịp kéo xạ kéo xạ ở quanh cái vùng này tăng giảm tăng giảm đang xen trong một vài phiên tới anh chị ha đó thì nếu mà mọi người chưa có một cái xu hướng chốt lời ngày hôm nay thì mọi người cũng đừng quá lo lắng, tại vì phiên giao dịch ngày mai là phiên đảo hạn phải sinh đúng không anh chị. Thì thị trường vẫn chưa chỉnh ngay. Thị trường ở trong khung ngắn hạn thì chúng ta vừa nói với nhau là 1112 cộng trừ đó là những cái vùng hỗ trợ gần nhất và khả năng đối với lại phía phiên giao dịch ngày mai thì phiên sáng có thể là sẽ vẫn gặp một cái áp lực là điều chỉnh về vùng 1112 1114. Nhưng sau đó khả năng thị trường sẽ test lại đây một nhịp test lại cái vùng 1.120 đến vùng 1123 cộng trừ một nhịp thì anh chị nào mà chưa chốt ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay ngày mai anh chị có thể hoàn toàn chốt được cái vùng giá mà còn tốt hơn cái A phiên ATC ngày hôm nay nữa nha thì đó là cái diễn biến trong khung một giờ cũng như là khung 15 phút cũng vậy khung 15 phút nó cho chúng ta một cái tín hiệu đó là khả năng chỉnh của thị trường sẽ xuất hiện trong phiên sáng nhưng bắt đầu sang phiên chiều ở tầm khoảng 1 2 3 4 5 5 5 x 15 là khoảng tầm 1 giờ 30 phút đầu tiên. 1 giờ 30 phút đầu tiên thì khả năng chỉnh của chúng ta là vẫn còn. đó à, chính vì vậy là chúng ta hoàn toàn có thể là tại vì chúng ta có một cái vùng rất mây rất là dày ở phía dưới cùng thêm là hai con dao găm nữa. Cho nên là cái khung 15 phút này chúng ta chưa thủng được và chúng ta sẽ có những cái nhịp gọi là phục hồi để mà anh chị có thể là bán được cái giá tốt hơn. À, chính vì vậy anh chị cũng đừng có hoảng loạn ở thời điểm hiện tại mà cơ cấu từ từ để mà chờ những cái nhịp sắp tới chúng ta sẽ nhập lại hàng cổ phiếu nào về hỗ trợ trước thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu đó trong giai đoạn sắp tới nha anh chị và anh chị nào đang căng margin đang full margin đang căng tỷ trọng thì mọi người nhớ hạ tỷ trọng nhớ hạ cái mức độ margin xuống để mà chờ những cái nhịp rung lắc điều chỉnh những cái nhịp kéo xả những cái nhịp mà cổ phiếu nó về hỗ trợ thì chúng ta tiếp tục tham gia đối trong giai đoạn vừa rồi ha đó thì có một điều trong room của em đó là mặt cổ phiếu TTF thì em vẫn chưa cho mọi người chốt ở thời điểm hiện tại thì khoảng tầm hơn 40% trước đó thì khoảng tầm hơn 40% nhưng mà ngày hôm nay thì em cũng chưa cho chốt mặc dù là cổ phiếu penny ngày hôm nay sập sàn khá là nhiều <laughs> tuy nhiên là mặt cổ phiếu này là một cái điều riêng của room em cho nên là cái mặt cổ phiếu này em dự sẽ tiếp tục nắm giữ và uh, vẫn sẽ view nó với một cái vùng target nó xa hơn điều chỉnh em sẽ cho mọi người mua thêm đó thì đây là cái mặt cổ phiếu duy nhất mà có lợi nhuận uh, cái mặt cổ phiếu duy nhất mà ngày hôm nay uh, nó nó điều chỉnh mà em không cho mọi người chốt điều chỉnh mạnh mà em không cho mọi người chốt á tại vì chúng ta có vùng giá vốn cực kỳ tốt ở phía dưới vùng giá 4 cho nên là em không có cho mọi người chốt còn những cái mặt cổ phiếu như hoa sen năm kim thì em cho mọi người chốt ít một phần rồi một vài phiên nữa chúng ta sẽ canh cover lại uh, đối với lại hoa sen năm kim uh, còn những cái mặt cổ phiếu như là Đạt Phương thì ở thời điểm hiện tại cái cái target ở cái lợi nhuận cũng khoảng tầm mười mấy phần trăm nhưng mà em vẫn chưa cho mọi người chốt uh, tại vì Ờ, nếu mà điều chỉnh thì em sẽ cho mọi người mua thêm, đúng không? Với CG thì cũng chưa chưa mọi người chốt. Ở thời điểm hiện tại biên lợi nhuận còn khoảng tầm 8%, 8-9% gì đó cũng chưa nhiều cho nên là mã cổ phiếu này cũng không nhất thiết là chúng ta phải chốt quá nhiều ha. Thì đó là những cái mã cổ phiếu mà em đang nắm giữ. Còn ngày mai thì khi mà thị trường hay là cổ phiếu có những cái nhịp điều chỉnh thì em sẽ cho mọi người mua cover lại con Gil này. Ờ trong giai đoạn trước cũng ăn tầm khoảng 20 phần trăm thì khi mà nó lên cái vùng này thì em cho mọi người chốt rồi 18 đến 2, 16 đến 18 thì ngày mai nếu mà thị trường nếu mà cổ phiếu có những cái nhịp điều chỉnh thì em sẽ cho một cover mà cổ phiếu này ha đó thì đó là những cái kế hoạch của em trong một vài phiên tới một vài phiên tới để mà cũng như là đưa cho anh chị để mà anh chị có thể là tham khảo tại vì những cái mặt cổ phiếu mà Rome em tham gia em đều phím cho mọi người cả và đều làm những cái video cho mọi người cả về những cái siêu cổ nam kim về những cái như là đầu tư công về những cái mặt cổ phiếu như gil về những cái mặt cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi tất cả những cái mặt cổ phiếu đó đem đều phim cho mọi người cho nên là em có nói khi mà em bán em sẽ nói cho mọi người để mọi người có thể là chuẩn bị vị thế hay là khi mà mua gia tăng thì em sẽ nói cho mọi người đúng không đó thì đó là cái nhận định cho em của em trong ngày hôm nay thì anh chị có thể là uh, yên tâm về thị trường thị trường chưa chỉnh ngay đâu mà nó còn kéo xạ vài phiên nữa rồi nó mới chỉnh thì anh chị hoàn toàn bán được những cái vùng giá nó tốt Uh, nếu mà chưa kịp bán trong ngày hôm nay Nha yeah, Yên tâm về thị trường Và chuẩn bị vị thế Ở trong giai đoạn sau đáo hạn phải sinh Là chúng ta sẽ có một cái đợt Nhập hàng mới Tại vì anh chị biết là em có phân tích với mọi người Về cái đáo hạn phải sinh rất là kỹ rồi Ở thời điểm hiện tại khối ngoại đang có những cái xu hướng Đó là họ mua lon ở cái vùng là 1090 anh chị 1090 F2 ngày hôm nay mua rất là nhiều nha anh chị F2 ngày hôm nay mua rất là nhiều Thì anh chị thấy rằng là Ở thời điểm hiện tại anh Đối với lại khối ngoại, họ mua rất là nhiều ở quanh cái vùng này và có thể là họ sẽ tiếp tục là một cái uh, cái giai đoạn giống như là mấy tháng trước, hai ba tháng trước thì sau đó hàng vệ sinh họ sẽ có những cái xu hướng là đạp một vài phiên rồi uh, họ mua giá thấp và tiếp tục một cái xu hướng lon anh chị thấy là họ mua ngày hôm nay lon từ 900 tỷ anh chị 900 tỷ à, ngày hôm nay mua rồng đâu đó tầm 809 tỷ đó thì anh chị thấy là khối ngoại họ vẫn tiếp tục kỳ vọng vào cái F2 là tháng sau chúng ta sẽ tiếp tục một cái nhịp tăng à, chính vì vậy là chúng ta cũng không cần phải lo lắng mà chúng ta chuẩn bị tiền chúng ta làm sao đó tối ưu hóa được cái vị thế của chúng ta là ổn OK hy vọng là những cái chia sẻ của em mang tới nhiều thông tin nhiều cái uh, gợi ý cho anh chị để anh chị có thể là hành động à, Cảm ơn anh chị đã xem hết video anh chị nhớ để lại một quả tim một like để ủng hộ cho kênh uh, Cảm ơn anh chị rất nhiều và gặp hẹn gặp anh chị ở buổi tối ngày hôm nay vào lúc 7 giờ 30 rồi bye bye mọi người